thấy rõ ràng không hả? Vừa đưa lên cái nói tháng 2, tháng 3, tháng 8, tháng 10 gì đó. Đây nè, tôi nói kế bên luôn chứ không còn nói xa giờ tháng nào chứ. Tôi nói còn ghê hơn cái chỗ này là gì? Thầy đã dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa các bậc lão thành, cao niên, cao đồ, tín đồ Phật giáo hòa hảo, hiện diện kính mến. Được biết hôm nay nhân duyên lành chúng ta cùng nhau gặp gỡ để chia sẻ qua những giáo lý của Đức Thầy, mà Đức Thầy cho biết là lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma y quái chặt đường trốn hồng trần, nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác, và khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Kính thưa quý vị, thì Đức Thầy chúng ta diễn tả cho biết cảnh đau khổ nó rất là sẽ diễn biến tới rồi. Như vậy thì anh em đồng đạo chúng ta cùng nhau để kêu gọi lên là thức tỉnh cho mọi người đều giác ngộ tu hành để cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, hay là Đức Thầy cũng cho biết là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Như vậy thì chúng ta cùng nhau để đồng thinh niệm Phật. Vì hôm nay gặp gỡ tất cả quý vị đồng đạo thì anh em mình có thể tham khảo và chia sẻ, ai muốn hỏi nêu lên cái gì thì mình cứ chia sẻ nêu lên. Bữa nay tại vì cái nhân viên cũng chờ đang vừa nắng vừa gió, hai cái phải che nón nha quý vị. Rồi như là Tứ Thánh có cái câu là Phật phòng nhằm có Phật phòng là nơi chí địa quý học giả lan hiển hồ rửa máu nghĩa an, như vậy là nó như thế nào anh Minh? Bữa nay để hỏi hồi nãy giờ quên vụ mà hỏi giáo lý thầy, bữa nay hỏi điều lạ lạ, hỏi trong cái mà kinh giảng của các ngày đi trước ha. Thì nói chung ra là cái câu của đồng đạo hỏi cũng thấy nó lạ lạ, nhưng mà nếu mà mình hiểu nhiêu mình nói nhiêu. Bởi vì cái câu này đồng đạo hỏi là phập phòng, thường thường á phập phòng tôi cũng không thuộc như đồng đạo nhắc nha. Như vậy thì ý nói phập phòng đây đó là nó biểu hiện cho những cái sự gì? Đây là chỉ cho mình những cái như mình nói về cái sự mà sửa soạn, nó đang lo lắng về cái sự mà gọi là chiến tranh đó quý vị, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Chiến tranh mà, nhưng mà bữa nay mình phải nói là thời sự thì phải có thời cuộc. Nếu mà có thời sự thì phải có thời cuộc, mà thời cuộc trải ra nó mới có diễn biến tới. Đó, bây giờ có những khi á, là mình thấy những cái cảnh là hiện bây giờ đó, nó đang lo phập phò, không lo thì chết. Thường thường ta nói cái câu mà những cái ý như vậy đó là phập phòng vậy đó. Tức là bây giờ nó đang diễn biến tới nè. Ví dụ bây giờ tôi nói cái đợt mà đệ mới vừa hỏi đó là cái ông gì mà Hun Sen nói trên mà Campuchia đi. Như vậy thì đang diễn biến ra một cái sự bầu cử rất là ghê gớm. Nhưng mà ha, tôi nói cho quý vị nghe, nhờ cái ông này đó ha, là ổng mà có một cái việc gì mà nó xảy đến rồi đó ha, thì quý vị biết đó. Tại sao mà quý vị lên có đi Tà Lơn qua lần nào chưa? Đi lên Tà Lơn rồi mới thấy tinh tàn là Trung Quốc, qua bên đó là Trung Quốc không? Tôi nói vô quý vị nghe, là quý vị mà có đi Tà Lơn quý vị mới biết. Không biết anh em đồng đạo ở đây cũng có người nào đi Tà Lơn à? Chắc cũng nhiều người ha. Anh em đây cũng ai cũng đều biết hết trơn phải không? Có một hai người chưa có biết. Như vậy thì tôi nói cho anh em nghe đó, mấy anh em lên đợt rồi mình lên cái đợt đó đó quý vị thấy không? Như vậy là những cái khu vực của mà rồi gọi là Trung Quốc đó, nó có coi như là giống như là nó mua những cái mà đất đai ở đó đó, nó ở đó đó. Cái này là tôi là người đi lên chảnh tôi là biết mà, nhưng mà không bao giờ nó để mà là cái này là của mà cái người dân tộc là người Campuchia đó. Nhưng mà hỏi tới là của công ty của Trung Quốc, Trung Quốc không? Hỏi tới là của Trung Quốc không? Rồi quý vị nghĩ đi. Như vậy thì là nói tới đây nghe quý vị, cái này ghê lắm. Mà cái việc này thôi bây giờ mình nói sơ lược đi, cái này ai mà nằm trong đó mới hiểu được. Nhưng mà chính là giảng thầy đã cho biết trước luôn. Quý vị quan hỷ, trời cũng hơi nắng, tôi hơi đội cái nón lá. Nhưng mà quý vị à, tại vì cái thời cuộc này nó sẽ diễn biến tới rồi. Thời sự phải có thời cuộc. Như vậy thì là cái thời cuộc này nó sẽ diễn biến tới là những cái chuyện gì? Chiến tranh thảm khốc, toàn lê thứ. Như vậy thì
Đức Thầy đã cho biết đó là lao sao bể bắt non tằng. Lao sao mà bể bắt lại non tằng nữa. Như vậy thì ý đây Đức Thầy đã cho biết cảnh sẽ diễn biến tới là chuyến này đấy ha. Mà quý vị như bây giờ mình nói mà bầu cử mà cái ông mà Hun Sen ông gì đó, thì hồi xưa giờ ổng làm một vị là tướng lãnh thổ một cái nước Campuchia đó, thủ tướng đi, mình nói vậy đi. Thì nói chung ra là đây là Đức Thầy đã diễn tả cho biết là cái cảnh là sau này nó bị gì tới cái thời cuộc này nó phải xảy ra nè. Quý vị nhớ không, năm nay nó thuộc vào năm mèo nữa, mà năm mèo đó là biểu hiện cho cái sự lao sao. Mèo kêu bá tánh lao sao, lao sao tức nghĩa là lăng xăng lộn xộn. Quý vị có biết cái câu mà ông ba cho biết cái cảnh nè tới nè nghe, giặt dậy lăng xăng mà lăng xăng giặt dậy. Như vậy là đánh nhau tầm bậy đánh nhau, mà chỗ nào ở đâu đánh đó. Dặn nghèo thấy ngó dặn nghèo, người thác bá bèo mà bá bèo người thác, đâu tan nát đâu. Như vậy thì mình á là thấy cái cảnh đây là nó sẽ diễn biến tới những cái câu mà Đức Thầy đã cho biết á là gì, là đồng đạo hỏi Phật Phòng. Cái câu này nó lạ lùng nhưng mà thầy đã diễn tả cho biết hết rồi quý vị ơi. Cái cảnh thảm khổ chiều mơ sẽ đến. Như vậy thì thầy đã tiên tri cho biết là gì, là hiện bây giờ nè, là cái nước Ukraine gì đó, rồi á là dưới là Thổ Nhĩ Kỳ bị sụp đất nè, Ukraine đánh chiến tranh nè. Như vậy thì quý vị thấy đó là rõ ràng không, Đức Thầy nói nè là phải gắng lo tu cho kịp thời kỳ, bởi vì cái thời kỳ này là thời kỳ chót rồi. Mà Đức Thầy nói đời hạ nguyên ngày nay nó mỏng mẻo, mà hạ nguyên nay đã hết đời, mà lại là kỳ chót, mà kỳ lại là kỳ xả tội. Mà thầy cho biết là Phật ra đời chỉ có lần này là lần thứ chót thôi, mà ngài nói là lần thứ chót gọi lời kêu thúc. Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng như vậy thì chúng ta nên nhớ cái câu mà Đức Thầy đã diễn tả cho biết, sau này cảnh coi như là khổ nó sẽ đi đến hoài, nó không có ngừng được quý vị. Bây giờ qua mà cái chặng mà ông mà Hun Sen đó ha, là bây giờ mà là thấy nó đang diễn biến những cái cảnh ghê gớm như vậy rồi, thì như vậy thì chúng ta thấy cái cảnh gì, khắp thế giới binh lương cụ túc. Như vậy thì thế giới này chuẩn bị hết trơn rồi. Rồi bây giờ thêm cái gì nữa đây, là mèo kêu bá tánh lao sao, là năm nay năm mèo. Thì nãy tôi nói đó là lao sao rồi. Như vậy thì bắt đầu lao sao là cái chuyện khổ nó tới nè. Tới gì? Đến năm rồng. Quý vị thấy đó, rồng rắn. Lúc đó máu đào mới chỉnh ghê. Như vậy thì quý vị nhớ cái câu giảng mà Đức Thầy đã diễn tả cho biết nè. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, mà cảnh sông máu nước xương tha thiết, chằng với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Như vậy thì quý vị biết là Đức Thầy có diễn tả tới năm rình, năm thìn nữa nghe. Cái này nghe cho quý vị biết luôn nghe. Năm thìn nè, bước tới thiệt là rồng nghe, nanh rút dãy dùng nổi long đông, mà chiến tranh nghe thảm khốc toàn lê thứ luôn, chứ không phải chuyện bình thường luôn. Bởi vì thầy đã diễn tả cho biết rồi, là toàn lê thứ nè. Năm mèo này chỉ lao sao nó đi dài tới, không phải tới thì một cái một đâu quý vị đồng đạo. Quý vị thấy nè, đây này nó diễn tả đây nè ha. Cái đợt này mà ông Hun Sen rồi bắt đầu thi cử đắc cử gì đó ha, rồi quý vị sẽ thấy. Không lẽ giờ đi tiết lộ thiên cơ, mà chuyện thiên cơ cùng tỏ chân rồi, thầy cho biết trước hết rồi, cái cảnh này nó sẽ diễn biến tới. Trong giáo lý thầy đã tiên tri cho biết, như đồng đạo hỏi là cái câu này nó lạ lùng mà thực tế nó giống như vậy đó. Phập phòng gì đó. Đó, tầng quắc phập phòng là gì? Đó, tầng gì chỉ cho Trung Quốc. Bây giờ là coi như là hai bên nó đang có cái sự mà hợp tác đó quý vị. Nói nhỏ nhỏ cho quý vị nghe. Cái này là mình nói đây là
mà nói ơi chiến sự mà mình lo mình tu đi, nhưng mà cho quý vị biết trước thôi chứ không phải là tôi nói ở đây để cho mà được cái ích lợi gì cho tôi. Nhưng mà đây là diễn biến tới, thầy đã tiên tri và cho biết trước là gì, tần ban hậu hạng tiên diêu động, thấy chưa, sắp sửa nghe quý vị, hậu là trở lại, tiên diêu động, nam quắc lương văn kiến linh xa, phồn hoa đô hội, lưu văn quyết. Nam quắc lương văn kiến linh xa là gì? Nam quắc lương văn kiến linh xa chính nghĩa là coi như quý vị ơi là nè, sau này đó ha, lớp đau chết dãy đầy cõi thôi, kể thôi vô số, lúc đó tính nó điểm không có kịp đâu quý vị. Bữa nay mà tôi nghe mấy cái câu giảng này là coi như óc ác tôi nó nổi hổm dài đó nghe quý vị. Khi mà coi được cái giáo lý của thầy rồi nó hiện ra hết trơn, quá quý vị ơi, màu nhiệm thiệt, mà đúng là lời thầy đã tiên tri cho biết trước. Quý vị có nghe đó, nó có cái cậu bé gì mà ở Ấn Độ đó, tôi nói hồi lúc mà năm 2019 mà cứ nói là vào tháng 2 á, là tháng 4 tháng 8 gì đó, tôi nghe nói rõ ràng nhận mà có đâu, mà lời của Phật tiên tri đây là cái gì là có cái nấy hết rồi. Tức là quý vị á, là lúc đó xôn xao đó, bây giờ nhà tiên tri đó, cái cậu bé gì đó có xuất hiện gì nữa đâu, a nan gì đó bây giờ xuất hiện đâu, quý vị coi đi, lời ông Phật nói mà quý vị không chịu coi. Tôi nói đây là chân lý, nói thực tế đó, quý vị thấy rõ ràng không hả, đưa lên cái nói tháng 2 tháng 3 tháng 8 tháng 10 gì đó, đây nè tôi nói kế bên luôn chứ không có còn nói xa giờ tháng nào hết trơn á. Tôi nói còn ghê hơn cái chỗ này là gì, thầy đã cho biết trước rồi. Như vậy thì quý vị đừng có nghĩ rằng là tới tháng đó tôi sợ tới chết tôi lo tu liền đi, để không thôi là tiêu đó, hồn xác cũng tiêu, còn một cuộc cột kèo xa dách, không tu hành sạch bách chẳng còn luôn, chứ không phải chuyện bình thường nha quý vị đồng đạo. Đây nè, anh em đồng đạo mình ở đây rất là đông, nhưng mà anh em đồng đạo mình nghe câu giảng nào cái có nhiều người nói tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, hiểu rồi biết rồi phải làm, còn không làm đó tới chừng đó là trời ơi đất hỡi à, cứu mình không kịp nha. Như vậy thì quý vị biết những cái cảnh khổ là gì, nó đi tới cái chỗ mà đau bệnh nè, đau bệnh xong rồi tới cái gì, chiến tranh, rồi tới gì, thẳng gió đây bão rồi, kêu bão luôn, ngồi ngay văn bữa nay bão luôn, gió rồi đó, thấy không, là coi như á bữa nay cũng hơi bão rồi đó, đó nó ảnh hưởng tới mấy ngày nay vẫn còn. Như vậy thì quý vị biết là tới gì, bão rồi tới gì, đau rồi tới gì, chiến tranh rồi tới gì, cái việc tới nữa nè. Đây nè, tôi nói cho quý vị nè, cái đợt này nè bắt đầu là biết gì không, đúng ra là mấy cái vị mà làm việc thủ tướng này đó thì ngại vị là im xuôi rồi, không đâu, phải chuyển tới cái thời kỳ, tức là tới cái thời kỳ phải chuyển, phải đổi. Ví dụ như mà bây giờ mình thấy, nếu mà mình nói cái này là gọn gọn thôi, chứ đúng ra thì cái việc nó sẽ đi diễn biến tới, nhưng mà chúng ta căn cứ vào cái giáo lý của Đức Thầy mà ngài cho biết là cái câu mà hồi nãy tôi nói là tầng ban hậu hạng tiên di động đó, nam quắc lương văn kiến linh xa, là coi như tới chừng đó nó chết coi như là dãy đầy, là thấy xác chết coi như là này gì. Đây nè, tại sao Đức Thầy diễn tả cho biết trước là cảnh khổ vậy? Đức Thầy nói nè, cuộc đời càng gắt lại càng gai, nó gắt mà lại nó gai nữa. Quý vị đi vô bụi tre rồi đó, bây giờ vô có gai gốc nó khó chịu đó, chứ phải chuyện bình thường đó. Càng gắt càng gai là nghĩa là nó đau khổ lắm. Bước vô đạp cây tre gừng, cái ông nhất ông ra ông lên ông la hoài thì nó giống như vậy đó. Càng gắt lại càng gai, nhưng mà thầy nói ngặt mái. Mái gì? Mái trời, mái thiên cơ chẳng dám bài. Nhưng mà vì nếu không bài đó thì làm sao chúng sanh thấy được? Cho nên á, thầy cũng than cái chỗ đó, nhưng mà ngặt mái thiên cơ vậy chẳng dám bài. Nhưng mà thầy mới tỏ ra luôn, nói thì nói vậy nhưng mà phải tỏ ra cho bà con đồng đạo mình biết và tất cả quý vị mình đồng biết, cộng đồng đó là tất cả thế giới đều biết. Ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài, ngày thầy mới tiết lộ ra luôn thế nè. Rắn núp là nói tới cái hồi nãy tôi nói nghe cái vụ mà rắn núp với hang á, coi ngựa chạy rồi ý nói tới đây nè, mèo kêu quá tánh làm sao tới canh thình nè. Canh thình bước tới hỡi văn ơi, thế giới đào binh ruột rã rồi,
thế giới mà đau bên ruột rã rời. Rồi tới gì? Chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, tức là thế giới này bắt đầu nó sẽ diễn biến tới. Cho nên thầy mới nói là rắn núp dưới hang, coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa, ngó gà bay. Tức là lúc đó là năm khỉ, mà nói đây là dài dài nha, chứ thực tế ra tới là nó đi hoài hoài và là không có khi nào ngưng đó. Bây giờ quý vị thấy không, bắt đầu tới chừng đó mới là gọi là trời che sát mà đất đây hề đất trở thay luôn. Thì nghĩ ngồi nên ngựa ngó gà bay là tới gì, đông tây mới trộn rộn là sao sáo đó. Trời mà che sát như vậy thì trời mà che sát thì còn cái gì nữa quý vị. Như vậy thì đông tây trộn rộn trời che sát, có lúc đó nam bắc ê hề đất trở thay. Quý vị có biết nam bắc chưa? Tức là nam bắc cái nghĩa đây là nó sẽ diễn biến là bắc nam chờ đợi cuối hình nha, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, chuẩn bị đi quý vị. Cho nên chúng ta chuẩn bị gì đây? Phải lo tu. Bây giờ á, Đức Thầy ra đời đó, khuyên mình tu đó, mà mình tu không tu đó, thầy cũng không phải năn nỉ quý vị đâu. Nhưng mà thầy thấy chúng sanh đang khổ chìm đắm trong bể hồng trần, tại sao ngài không ngồi nơi ngôi vị ở chảnh, tức là ngôi vị hưởng quả bồ đề ở chảnh đi, mà còn phải len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Là vì ngài đã thấy được cái cơ tặng diệt. Mà cơ tặng diệt gì đây? Đức thầy nói chỗ này nè: cổ ngữ hằng ghi hậm khổ đa, tặng diệt nhân gian trực tiên pha, lão giả hậu quy nhân, áo giả mới ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Như vậy thì cái lực nhân quả nó không bao giờ sai chạy được. Mà Đức Thầy đã cho biết là đã thấy lộ gì? Cơ chờ báo ứng. Quý vị ơi, thấy rồi nghe, thấy lộ cơ chờ báo ứng rồi nghe, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Mới làm gì? Diệt lồi gian tìm kiếm con tiên. Tức là lúc này là diệt lầu gian là gì? Những người hung bạo ngược ngang. Quý vị thấy qua cái trận Covid chưa? Tại sao hồi xưa tới giờ ông bà mình đó có khi nào mà nói là cái vụ mà nhà bích ngõ ra không? Mà đợt đó là Covid đó là mình có đi ra được không? Ý cái trận đó mà đơn giản mà người thì khóc la đó ôm sùm. Mà như vậy thì nó sẽ diễn biến còn những cái và ghê gớm hơn nữa, là sau này nó còn ghê hơn nữa. Cho nên nội bao nhiêu đó thôi là mình còn la ó rồi, huống chi mà cái người tu chúng ta đó nghe. Tôi nói với quý vị đó là mấy anh em ở đây nè, đợt rồi là người ta lo sợ, chứ cái người tu rất là an nhàn. Đói ra ngoài đồng đợt rồi đó, hái nắm rau ra vô luộc chấm nước tương ăn với cơm nước tương rồi. Còn cái người mà ăn không được đó, người ta nói ăn gì ăn sao nổi, ăn không nổi thì chìm, chứ còn gì nữa. Họ rau luộc với nước tương rồi đợt rồi đó, Covid nè, ở đây nè, nguyên cái đồng này nè, cắt rau cải để đem cho bà con ở trên thành thị ở trên, có khi thúi đó, mà cũng thúi mà là rửa lại đựng sạch cái thúi đó rồi cũng ăn. Còn bây giờ nè, được sung sướng rồi, bắt đầu cái chê, cái này thúi quá, tôi thúi quá ăn không được, hôi quá. Nhưng mà tới chừng không có đi rồi mới thấy cái cảnh như vậy. Thì đây là cái cảnh khổ mà tôi nói với đồng đạo á, hỏi cái câu giảng này nó y gan như vậy đó đồng đạo. Nó diễn biến ra nè, Đức Thầy nói đó: Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Âu là nước Âu, châu Âu, châu Âu đó. Rồi Á nhuộm máu đào là tới cái việc nó tới ha, nó đánh chiến tranh rồi là lúc đó mới ghê. Còn bây giờ nước Âu Á là nó chỉ Âu đi, là nước châu Âu đó, là nó đang bị diễn biến, nó đánh chặn mà coi như là thất kinh hồn vía rồi đó. Bây giờ mà thằng Ukraine với thằng Nga mà nó thua, nó đầu hàng đó, tiền đâu mà nó bồi thường cho đủ, bán cả nước nó chưa bồi thường được, biết bao nhiêu sinh linh đầu tháng, biết bao nhiêu nhà cửa suy sụp, biết bao nhiêu là những cái cảnh khổ của bà con mà là chúc lên như ông mà Hitler đó, nội cái tiếng kêu riêu của ổng thôi là ông đọ không biết bao nhiêu tầng địa ngục ở dưới đó. Cho nên vì cái tiếng kêu riêu dưới ông gì, Tần Thủy Hoàng đó, Tần Thủy Hoàng mà bị đọ không biết bao nhiêu tầng địa ngục ở dưới. Mình nói thường thường 18 tầng địa ngục là hết lên được rồi đó, mà
cái tội mà kêu bằng là cũng vì tham mà ác làm tội ác tại trời. Bây giờ mình đâu có làm gì mà tự nhiên cũng có gì cái tranh giành quyền lợi mới xé sau nhau. Thầy mới than là thương nhân sanh mới tuôn giọt máu đào, lòng bác ái mới động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bay bi ai thở than déo dắt mà khắp đông tây mới nam bắc chịu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu mà người bảo ác thừa cơ nguy thủ lợi. Bây giờ nó tính cái gì nó cũng lợi cho nó hết trơn, thành thử ra là nó gây ra cái ác này thì không bao giờ nó sống cái cuộc đời này. Nó nước những cái nước mà gây ra cái quả đó thì gây ra cái nhân quả đó là tội không chứ còn gì nữa. Quý vị nhìn đi, tại sao mà mình được là Đức Thầy nói là nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, là vì mình nằm ở trong cõi trung ương là được Phật thần tiên xuống thế rồi. Ngài mới nhìn thấy nếu mà chỗ này nè mà ở An Giang đó mà bị những cái cảnh khổ thì Phật đâu có xuống thì thấy gì, nhưng mà Phật xuống chỉ cho mình mới thấy nó. Như giờ mình thấy vị An Giang, mình ra dùng An Giang, tỉnh An Giang đi ra giúp mà những cái vùng ngoài đó là đói khổ biết bao nhiêu, lục bão rồi đó, nhà cửa sập, quý vị thấy mình ở đây nè, thấy không, đâu có bị gì đói khổ. Ra ngoài sao hè nè, ra ngoài đồng nè, hái nắm rau đọt lan rau muống nè, nhóc hết trơn kìa, mặc sức mà ăn. Tại mình ưa đồ ngon đút nhét đầy mồm, chẳng thèm kể cha hiền trong đợi. Bây giờ quý vị nói á, mà ăn chay á, không đủ sức rồi á, là vậy thì Phật chỉ mình chi vậy? Phật chỉ mình tương với muối cháo rau đạm bạc chi vậy? Nghèo lương hiền biết niệm với đà mà mai sao thoát khỏi tinh ma. Nghe quý vị, tôi nói cho quý vị biết tinh ma là ở đâu. Bây giờ mình nhìn đi, đây nè, những cái mà đạn nó bắn ra thế giới này, bắn không khí á, nó ảnh hưởng cho cái hơi không khí của cái loài người mình. Hít vô là nó ảnh hưởng những cái chất độc đó qua một cái chặng chất độc màu da cam, quý vị cũng biết rồi. Thì do nơi đạn dược nó xanh, nó làm cho con người mình phải bị là vừa bị những cái con vi trùng nó xanh ra cái bệnh đó. Thì như vậy thì chúng ta cần nên phải làm gì? Phải gắng lo tu ăn chay, đựng những cái chất đó nó không có ảnh hưởng đến cái cơ thể mình, nó không có bị chập vô cái cơ thể mình mà mình sanh ra bệnh. Để ý đi, hồi chặn Covid rồi đó, bây giờ quý vị kiếm cái 10 người mà nói ăn chay mà chết rồi có không? Tôi nói thí dụ mà tại vì mấy cái gì đó có cái là ngay cái điểm thờ tới số ngay cái chỗ đó, đó chết ngay cái chặn Covid thì được có một hai ông mà đồn lên cả thế giới. Như đợt rồi á là cái ông gì mà cái ông gì ở trên núi đó mà có mình ổng chết nè, mà đồn lên cả thế giới vậy đó. Rồi sau những cái người mà không có ăn chay đó chết biết bao nhiêu đó. Sao mình không suy nghĩ mình dòm tại sao có một người ăn chay? Thôi bây giờ điểm hình gì chắc ăn nữa nè, quý vị vô bệnh viện đi, quý vị dòm những cái người mà trong bệnh viện đó, hỏi coi coi ăn chay hay không ạ, nằm ở trong đó thì là nghiệp của chúng sanh gây tạo không à. Hỏi coi có nhà sư hay là ni cô nào nằm trong đó không, nhìn thử coi có không, đâu có quý vị. Còn quá nặng thì một hai ông vô lãnh thuốc đi về uống, thí dụ vậy đó. Mình nói mà nhìn đi, tôi cho quý vị cộng đồng mạng thế giới này quý vị nhìn thấy đi, vô đó là gì? Địa ngục trần gian. Mà cái địa ngục đó là gì? Để hành phạt mình đó, mình cắt cổ người ta nè, mình mổ bụng ta nè, thì mình vô đó bác sĩ nó mổ mình lợi chứ có gì đâu. Tôi nói đây cái câu nhân quả này nè, quý vị thấy ghê nè. Cái vị này nè làm lò gạch, tôi nói câu này mau nhân quả nha, trời cũng bắt đầu sắp sửa chuyển mưa rồi. Như vậy thì quý vị biết đó, là có cái miếng thịt thôi y treo lên cái cây cột gì nè, mà cái miếng thịt đó vô tình không biết cái con gì ăn hay là ai lấy không biết. Lần thứ nhất treo mắc, tới giờ y làm xong cái lần thứ hai treo cũng ngay đó nữa mắc nữa. Cái lần thứ ba y mới nóng, y mới nói gì nè, chuyến này để tao gình coi cái gì. Ai ngờ lần thứ ba con mèo lỡ nó gình không, nó gình bắt đầu á, nó vừa gình rồi bắt đầu là ông tưởng là con mèo ăn, ông chụp con mèo nè, sẵn cái cối mà ép gạch đó, cái cối mà xây ra gạch đó, đất mà nghiến xuống đó, y bỏ con mèo vô gì nè, con mèo nó kêu ché ché, nó kêu ao ao, nó kêu mèo mèo, rồi bắt đầu đó ha, là con mèo nó ra máu. Tôi nói nghe,
là quý vị ơi nhìn một cái nha, máu chảy nghe linh láng hết. Rồi cuối cùng là đó, có hai ngày sau thôi đồng đạo, hai ngày sau mà y ấy là vô tình đó, cũng vì cái miếng ăn, cái miếng ăn mà giết con mèo. Lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài thông thả. Như vậy thì con mèo mà ông giết xong rồi, có hai ngày sau y đạp rắc, tôi nói cho mau nha, đạp sao mà chợt cái giò xuống, nó hút cái giò y đó ha, tôi nói nha, nát cái giò luôn, nát tới đùi luôn đó. Bây giờ đang bảo tới nữa đó quý vị. Thôi bây giờ mình cũng gắng cố gắng vài phút nữa để mình kết thúc cái đề tài đó. Bảo tố phong ba là nghĩa là cơn giông tố mịt mù bụi cát chẳng nao lòng của đất từ bi đó. Vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Rồi bảo tới rồi, thôi bây giờ mình cũng để tạm chia tay. Rồi đến đây cũng dứt lời những ước mơ hồ quy thượng cổ là hết câu ái ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lò lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng chung chánh vật quân cùng thằng náo nước vui tươi. Liên qua đua nở nụ cười rước tôi lương đóng mà chào người chương tu. Và ngài cũng cho biết là phải gán lo tu cho kịp thời kỳ. Và ngài cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ tâm non. Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Để sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thờ không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tầm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Và nam mô.